Xin chào các bạn Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt trợ từ động thái lơ và trợ từ ngữ khí lơ nhé Đầu tiên là trợ từ ngữ khí lơ Chỉ đứng ở cuối câu sau thành phần câu có tính danh từ, tính từ động từ biểu thị sự thay đổi của động tác, tình huống hoặc sự vật Ví dụ Ủa mẫn chúng mình Chứ, ăn, phản, cơm, lơ Rồi còn trợ từ động thường đứng ở giữa câu sau động từ tính từ biểu thị động tác hoàn thành ví dụ của chúng tôi chứ là phản ăn xong cơm rồi trai chậu ba rồi mới đi thứ hai có thể dùng sau danh từ hoặc số lượng từ thường thể hiện sự xuất hiện của một tình tình hình mới ví dụ trung chiêu chỉ trung thu lái là, là đến rồi hay là ủ sứ ủ sứ là 50 suy tuổi là 50 tuổi rồi còn động thái thì không có cách sử dụng này nhé thứ ba trợ từ ngữ khí lơ dùng để hoàn thành câu ví dụ tha lái là anh ấy đến rồi thai mẹ là đẹp quá về cái trợ từ động thái thì không có cách sử dụng này lưu ý ở trong một số trường hợp á, thì sau động từ không mang tân ngữ, từ lơ vừa đứng sau động từ, tính từ, vừa đứng ở cuối câu. Lúc này từ lơ vừa là trợ từ động thái và lại vừa là trợ từ ngữ khí. Nó vừa biểu thị sự thay đổi của tình huống, vừa biểu thị động tác hoàn thành. Ví dụ, Woman, chúng tôi, tâu chứ là đều ăn rồi. Tha tỏ liền là mặt của anh ấy, húng là đỏ lên rồi thì thưa các bạn đó là cái cách phân biệt trợ từ động thái lơ và trợ từ ngữ khí lơ mà mình biết mình chia sẻ với các bạn hy vọng là mình giúp các bạn một chút ít trong quá trình học tiếng hán ngữ pháp nhé chúc các bạn học tốt mỗi ngày hẹn gặp lại các bạn chia sẻ.